là cái phần lớp phủ, mình có thể chuyển cái video hay là cái hình ảnh này trở thành một cái lớp lớp khác, mình biến cái video này thành cái lớp khác. Đấy, hiện nay thì thằng này mới có một lớp thôi, cho nên là gì ạ, nó đang là lớp dưới cùng. Nếu mà mình thêm một cái video khác nữa, mình thêm một cái hình ảnh khác nữa, đây ví dụ cái này đó, thì mình có thể chuyển cái này thành cái lớp phủ, chuyển này thành cái lớp phủ. Như vậy là gì ạ, nó chia xuống các lớp và các lớp này nó được gì ạ, được chồng lên nhau, các lớp này nó sẽ được chồng lên nhau anh chị ạ. Đấy. Rồi. Ở đây thì chúng ta có cái phần lớp này, chức năng lớp này, đó là chúng ta có thể là gì ạ, thay đổi cái vị trí của các lớp. Ví dụ như này, cái video này đang ở lớp dưới cùng, tức là nó đang hiện ở trên cùng. Bây giờ mình chọn nó là lớp 1 thì nó xuống xuống dưới cái lớp số 1. Đấy, bây giờ Huy sẽ thu nhỏ nó vào thì anh chị em sẽ thấy này, cái lớp dưới, lớp trên cùng này, lớp cô gái này, đó là lớp nền, lớp cơ bản, được chưa ạ? Lớp số 1 thì bây giờ nó là lớp này, là lớp cái cô gái cười này, anh chị em nhìn này. Đấy, nó nằm ở gì ạ, ở bên dưới của cái lớp cái anh chàng này, được chưa ạ? Và lớp anh chàng này hiện nay đang là lớp 2. Bây giờ chúng ta nhấn vào cái phần lớp, chúng ta sẽ xem nhé. Đây, thì cái video anh chàng này này đang là lớp 2. Đây, cô gái này đang lớp 1 nha. Bây giờ mình chuyển nó lên lớp 2 thì điều gì sẽ diễn ra? Nếu mà chuyển lên lớp 2 thì sao ạ? Thì nó sẽ che mất cái video của anh da đen áo trắng này. Đấy chưa ạ? Đấy, anh chị em hiểu chỗ này chưa? Đấy. Lớp mà nó càng ở gì ạ? Càng trên cùng thì nó sẽ hiện ra trước, và những cái lớp bên dưới nó hiện ra sau. Nhưng mà theo cái thứ tự sắp xếp ở đây thì nó lại mặc định là bên dưới lại là xếp là nhìn thấy trước. Đó. Thì nó ngược với cả cái cách xếp lớp ở trên các cắt PC một chút, nhưng là nó lại phù hợp với cái việc mà chúng ta chỉnh sửa ở trên điện thoại. Rồi. Tiếp theo nữa là phần bài hát chính. Bài hát chính thì chúng ta lại quay trở về cái hiệu ứng. Khi mà chúng ta nhấn vào cái phần bài hát chính này thì nó sẽ đưa cái lớp này về lên cái lớp cơ bản, lớp nền, đưa nó về cùng với cả cái lớp trên cùng là cái lớp nền. Đấy, là lớp cơ bản, anh chị em thấy không ạ? Đây nhá, đây chúng ta nhấn vào đây. Đấy, chúng ta chọn đưa vào phần bài hát chính thì lập tức nó nhảy lên trên luôn, được chưa ạ? Hoặc là chúng ta đang có lớp phủ của cái anh chàng da đen này, chúng ta cũng nhấn vào cái nút là bài hát chính thì làm sao ạ, nó cũng đưa lên cái thành cái lớp nền luôn, được chưa ạ? Cái video này đang là cái lớp nền và chúng ta nhấn vào cái phần lớp phủ, được chưa ạ, thì nó nhảy xuống và chúng ta đưa nó phần là gì ạ, bài hát chính. Thực ra đây là phần dịch thôi, Huy thông thường thì Huy dùng tiếng Anh, nhưng mà Huy thấy là một số anh chị em là lựa chọn cái phần bình chọn là lựa chọn là dùng tiếng Việt. Đấy, cho nên là Huy thấy rằng là dùng tiếng Việt thì anh chị em cũng sẽ dễ để mà chúng ta hình dung hơn. Đấy. Tuy nhiên thì có những cái đoạn mà nó dịch nó không chính xác lắm, nó không phải bài hát chính mà nó cái lớp chính, nhấn vào đây phát nó lên lớp chính luôn, được chưa? Rồi. Tiếp theo nữa là phần mặt nạ. Đấy. Mặt nạ ở đây ấy, là chúng ta có thể sử dụng cái những cái mặt nạ để chúng ta có thể lấy một phần của cái lớp này thôi, một phần của cái video này thôi, chúng ta không lấy tất cả, được chưa ạ? Chúng ta có thể lấy hình trái tim, có thể lấy hình
ngôi sao có thể lấy cái hình vuông như này, được chưa ạ? Và chúng ta có thể là gì ạ? Co ra co vào, xoay ngang dọc, được chưa ạ? Có thể lấy hình tròn hoặc hình elip, được chưa ạ? Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh. Ok không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể làm cho nó mờ đi, làm cho cái hình elip của mình nó mờ đi. Ok không anh chị em? Đấy, bằng cách kéo cái mũi tên, hai mũi tên này, chúng ta kéo ra một chút, được chưa ạ? Hoặc là chúng ta thu về. Như vậy là gì ạ? Ở đây chúng ta có thể là gì ạ? Giúp cho tập trung vào cái đôi mắt của cái người mẫu. Đấy, chúng ta có thể tập trung vào cái ánh mắt của cái cô người mẫu này. Được chưa ạ? Đấy. Đây là cái cách để mà chúng ta Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh đáng yêu dịu cái dàng. lớp phủ và cái mặt nạ. Ngoài ra, khi mà chúng ta có một hoặc hai hoặc ba các cái video thì chúng ta có thể ví dụ như là chúng ta chuyển cái này thành thành lớp phủ nhé, chuyển cái này thành lớp phủ nhé. Đấy, thì chúng ta có thể ghép các cái video vào với nhau. Đấy, chúng ta có thể ghép các video này vào với nhau, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Là chúng ta có những cái video chồng lên nhau mà nó lại gì ạ? Nó lại rất là mượt, nó không bị có những cái đoạn đứt gãy, được chưa ạ? Đấy là cách để chúng ta sử dụng lớp phủ. Khi mà ở trên internet ấy, anh chị em nhìn thấy có rất nhiều các cái video họ hướng dẫn cắt ghép, thì họ dùng lớp phủ rất nhiều. Sau này anh chị em cũng thế, mình cắt ghép video mình sẽ sử dụng lớp phủ rất nhiều. Tuy nhiên thời gian đầu thì chúng ta sẽ sử dụng ít, bởi vì là chúng ta chưa có những cái kiến thức cũng là tư duy về cái lớp phủ này. Nhưng mà thực tế để mà sau này trở thành những người mà điều chỉnh sửa video chuyên nghiệp thì những cái lớp phủ này chúng ta sử dụng sẽ rất nhiều luôn, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo nữa là phần hiệu ứng. Phần hiệu ứng nha. Rồi, lớp phủ này và mặt nạ rồi này, lớp phủ rồi, mặt nạ rồi này, đến nhân đôi. Chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta muốn nhân đôi cái video này lên để chúng ta sẽ có những cái chồng ghép lên nhau, ví dụ thế. Thì có thể là chúng ta sẽ nhấn vào nút nhân đôi. Đấy, nhân đôi sẽ có thêm cái video nữa và chuyển cái video này thành video lớp phủ đó. Đây, tạm thời xóa này đi. Đấy, như vậy là chúng ta đã có thể là có thêm một cái video nữa đây, ví dụ cũng vẫn video này nhé. Đấy, mình sẽ nhấn vào phần nhân đôi. Đấy, có thêm video nữa, sau chuyển nó thành lớp phủ, được chưa ạ? Kéo nó lên đầu. Đấy, bây giờ là hai cái video này đang chồng lên nhau, được chưa ạ? Hai cái video này đang chồng lên nhau. Bây giờ giả sử cái video này mình thay đổi về cái màu sắc nó đi một chút, được chưa ạ? Sau đó chọn vào phần mặt nạ. Đấy, sau đó mình chọn vào cái phần chia đôi này. Đấy, sau đó chúng ta dùng hai ngón tay, chúng ta có thể xoay cái camera như này. Xoay cái như này, được chưa ạ? Đấy. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là hai cái video này nó đang có cái màu sắc khác nhau. Ở đây chúng ta có thể thêm cái phần phong cách vào đây. Nó có vẻ không nhanh lắm đâu. À, được rồi, nhanh rồi. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Là chúng ta có thể tách cái video ra thành các cái lớp khác nhau, được chưa ạ? Rồi,
Trích xuất âm thanh thì là chúng ta trích xuất ra cái âm thanh để chúng ta thực hiện cái âm thanh riêng. Đấy, ví dụ như là chúng ta đang có cái âm thanh ở đây, chúng ta nhấn vào phần trích xuất âm thanh. Đó, thì chúng ta sẽ xử lý cái file âm thanh riêng, được chưa ạ? Chúng ta có thể xóa cái file âm thanh này đi. Đó, được chưa ạ? Đấy là phần trích xuất âm thanh nhé.